phát sóng bộ phim Angela Phương Trinh vướng tin đồn yêu bạn diễn. Sau phim Sứ mệnh trái tim, Angela Phương Trinh vướng tin đồn phim giả tình thật với người mẫu nam điển trai Võ Cảnh. Năm 2016, đạo diễn Đức Thịnh khởi quay dự án Sứ mệnh trái tim với cặp đôi chính gồm Angela Phương Trinh và Võ Cảnh. Phim kể về câu chuyện tình yêu giữa người trẻ tuổi, gồm Phong Linh, cô gái dám từ bỏ cuộc sống văn minh phương Tây, lên vùng cao dạy chữ cho trẻ em nơi đây, chàng công tử Hoàng Bách, Võ Cảnh đóng, gia nhập quân đội để trưởng thành và anh bộ đội vừa xuất ngũ. Bộ phim xây dựng lý tưởng sống cao đẹp của những người trẻ tuổi, sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Tổ quốc để cống hiến sức trẻ. Sau khi phim công chiếu, cặp đôi diễn viên chính vướng nghi án phim giả tình thật. Người trong giới xác nhận Angela Phương Trinh và Võ Cảnh đang hẹn hò, tuy nhiên cả hai không phủ nhận cũng không khẳng định. Dù vậy, nam người mẫu vẫn liên tục sánh bước bên bà mẹ nhí trong các sự kiện. Anh cũng thường xuyên có mặt trong các chuyến đi chơi của gia đình Angela Phương Trinh. Ngoại hình đẹp đôi lại thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trên mạng xã hội, nên fan của cặp đôi liên tục cổ vũ họ công khai tình cảm. Đây cũng là bước tiến mới của Võ Cảnh sau màn xuất hiện mờ nhạt trong phim 12 chòm sao, vẽ đường cho yêu chạy. Nhưng Angela Phương Trinh lại không được đánh giá cao trong vai diễn Phong Linh vì tạo hình hiện đại và vẻ đẹp sang trọng không phù hợp với vai cô giáo cá tính. Hot hé lộ không gian tiệc cưới lộng lẫy của Đặng Thu Thảo và chồng đại gia trước giờ G. Những hình ảnh đầu tiên về không gian tiệc cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính đã chính thức được hé lộ. Ngày 6 tháng 10 tới, lễ cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính sẽ diễn ra tại một trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Khâu bảo vệ khá nghiêm ngặt nên những hình ảnh và thông tin hầu như rất hiếm để lộ ra ngoài. Vào tối nay, ngày 5 tháng 10, các công đoạn trang trí cho tiệc cưới đã dần được hoàn thành, chuẩn bị cho những khoảnh khắc trọng đại của cặp đôi. Được biết, vào trưa ngày 6 tháng 10, Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính sẽ làm lễ gia tiên tại nhà riêng ở quận 9 trước khi đãi tiệc ra mắt quan khách vào chiều cùng ngày. Các công đoạn trang trí chuẩn bị cho lễ cưới đang được gấp rút thực hiện ngay trong tối ngày 5 tháng 10. Sân khấu buổi lễ được trang trí với gam màu tím làm chủ đạo. Rất nhiều hoa hồng tươi được dùng để trang trí cho lễ cưới. Có thể thấy hoa hồng là loại hoa được sử dụng nhiều nhất trong tiệc cưới của Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính. Một phần không gian tiệc cưới đang được chuẩn bị và hoàn tất trước giờ G. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 10, Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính đã bí mật tổ chức lễ đính hôn dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. Sau khi những hình ảnh về lễ đính hôn bị rò rỉ lên mạng xã hội, Đặng Thu Thảo cũng mau chóng xác nhận thông tin và tiết lộ khoảnh khắc trong ngày trọng đại. Hoa hậu Đặng Thu Thảo và bạn trai Trung Tính chính thức công khai hẹn hò vào tháng 8 năm 2015. Sau một thời gian tìm hiểu, nếu như Đặng Thu Thảo được biết đến là nàng hoa hậu có đời tư sạch không scandal, thì Trung Tính lại là một doanh nhân vô cùng thành đạt, sở hữu vẻ điển trai, hiền lành mà nhiều cô gái phải mơ ước. Chính vì thế, cặp đôi trai tài gái sắc này được người hâm mộ vô cùng ủng hộ và dành sự yêu mến đặc biệt. Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia dậy sớm tất bật chuẩn bị cho lễ vu quy. Chỉ còn vài giờ nữa, lễ vu quy của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính sẽ được diễn ra tại nhà gái ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, ngày 6 tháng 10, lễ vu quy của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính đã được tổ chức tại nhà riêng ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ đêm qua, các công đoạn chuẩn bị cho buổi lễ đã được gia đình Thu Thảo hoàn tất. Được biết, đám cưới sẽ diễn ra vào chiều tối nay tại một trung tâm hội nghị lớn ở thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của người thân, bạn bè, an ninh thắt chặt và hạn chế truyền thông tác nghiệp. Trước đó, lễ ăn hỏi bí mật của cặp đôi được tổ chức trong sự bất ngờ và chúc phúc từ người hâm mộ. Dù Đặng Thu Thảo và Trung Tính là người khá kín tiếng, nhưng một số hình ảnh trong ngày đặc biệt này đã bị rò rỉ. Ngay từ sáng sớm ngày 6 tháng 10, nhà riêng của Đặng Thu Thảo đã được trang trí cổng hoa để chuẩn bị cho lễ vu quy.
không gian lễ vu quy của Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính được trang trí khá đơn giản nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Đặng Thu Thảo đang trang điểm và chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho lễ vu quy diễn ra vào trưa nay. Cô không bước ra khỏi nhà khi bắt gặp những ống kính phóng viên. Cổng hoa được gia đình Đặng Thu Thảo cẩn trọng trang trí lại trước giờ gờ. Tại gia đình nhà trai, danh nhân Trung Tính cũng đang tất bật chuẩn bị để lên đường sang nhà gái làm lễ. Đoàn xe ô tô hạng sang đã chuẩn bị sẵn sàng trước cửa nhà danh nhân Trung Tính. Không nghi ngờ gì nữa, Đặng Thu Thảo, cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay. Hôm nay, ngày 6 tháng 10, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tiệc cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính. Đám cưới của trai tài gái sắc này được các khán giả háo hức mong đợi. Đặng Thu Thảo là cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay. Hôm nay, ngày 6 tháng 10, Hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ lên xe hoa cùng với danh nhân Trung Tính tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ ăn hỏi vào ngày 1 tháng 10, Đặng Thu Thảo đã gây ấn tượng với công chúng bằng chiếc áo dài trắng tinh khôi và cách trang điểm giản dị. Đặng Thu Thảo từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2012 đã luôn được khán giả ngưỡng mộ với vẻ đẹp không tì vết. Cô được gọi là thần tiên tỷ tỷ với gương mặt không góc chết. Có một đời sống sạch, không scandal, phong thái nhẹ nhàng, cách ăn mặc kín đáo mà vẫn quyến rũ, Hoa hậu Đặng Thu Thảo là một hình ảnh đẹp. Tình yêu của Đặng Thu Thảo với bạn trai danh nhân Trung Tính được đánh giá là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Khi họ thông báo sẽ kết hôn, tất cả bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đều lên tiếng chúc mừng cho đám cưới cổ tích của cặp đôi. Thu Thảo có phong cách ăn mặc và trang điểm nhẹ nhàng như tiên nữ. Trong một bức ảnh chụp bikini hiếm hoi khi cô đi thi Hoa hậu, Đặng Thu Thảo khoe hình thể chuẩn từng milimet và nước da trắng sứ mịn màng. Kim Lý bất ngờ được chị bày chiêu để đúng gục trái tim Hồ Ngọc Hà. Nếu em suy nghĩ thoáng chút xíu ở các cư xử thì chị tin chắc rằng em Hà sẽ yêu em trai nhiều lắm, chị của Kim Lý dặn dò. Trong khi Đàm Thu Trang, người tình tin đồn của Cường Đô La, dắt tay bé Su Beo đi chơi dịp Trung Thu, thì mọi hoạt động của Hồ Ngọc Hà và bạn trai tin đồn Kim Lý cũng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Thay vì đi chơi chung hoặc đăng ảnh vui vẻ bên nhau trên trang Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý mỗi người một tâm trạng riêng, nhưng điểm chung của cặp đôi bị fan nhận xét là đang cô đơn, đượm buồn. Chia sẻ hình ảnh tạo dáng ngồi sang chảnh một mình, hướng mắt nhìn xa xăm, Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, Hồ Ngọc Hà viết. Phía Kim Lý, anh cũng đăng tải một hình ảnh kèm lời chúc, buổi tối thứ tư vui vẻ. Tuy nhiên, gương mặt của nam diễn viên bị fan nhận thấy anh không được vui. Em thấy anh nói vui vẻ, nhưng sao vẻ mặt anh được buồn và có tâm sự, Facebooker thì Linh băn khoăn. Liền được Kim Lý trả lời, không hạnh phúc lắm và gửi kèm hình ảnh của Hồ Ngọc Hà với gương mặt buồn. Ngay sau lời chia sẻ của Kim Lý, nhiều fan gửi lời chúc hạnh phúc cho cặp đôi. Đáng chú ý trong đó có dòng chia sẻ bài chiêu từ Facebook Zumi Kim, người Kim Lý lễ phép gọi bằng chị, đã chỉ cho nam diễn viên người mẫu biết cách đúng gục trái tim của Hồ Ngọc Hà. Em trai à, muốn đạt được tình yêu đích thực với Hà, em phải mở hết trái tim rộng lượng và tình yêu thương của em trai dành cho bé Su Beo. Chia sẻ bớt tình cảm em Hà là người mẹ dành tình cảm riêng chút xíu cho con trai. Nếu em suy nghĩ thoáng chút xíu ở các cư xử, thì chị tin rằng em Hà sẽ yêu em trai nhiều lắm. Là phụ nữ hãy yêu thương con và tình cảm của bạn trai là ngang nhau. Cố lên em nhé. Sau hôm nay chị thấy em đăng hình không được tươi trẻ, có chút xíu buồn nhé, Facebooker Zumi Kim viết. Kim Lý hưởng ứng lời khuyên chân thành từ phía chị gái, thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng. Được biết sau khi ra mắt MV Cả Một Trời Thương Nhớ, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý không ít lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau và dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội. Cặp đôi còn bị bắt gặp tình tứ hẹn hò lúc nửa đêm cùng vào khách sạn và rời khỏi đó lúc 3 giờ sáng khiến fan không khỏi ngỡ ngàng.
Tuy nhiên, bà mẹ một con và Kim Lý chưa một lần công khai thừa nhận chuyện tình cảm trước công chúng. Hoa hậu Đặng Thu Thảo nhắn nhủ ông xã đại gia điều gì trước ngày cưới? Bài thơ của Hoa hậu Đặng Thu Thảo gửi tặng ông xã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Vậy là chỉ còn không quá 24 giờ đồng hồ nữa thì đám cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ông xã đại gia sẽ diễn ra. Có thể nói đây là một trong những cái đám cưới được mong chờ nhất năm 2017. Trước ngày chính thức về chung một nhà với Trung Tính, Đặng Thu Thảo đã làm một bài thơ tặng anh. Bài thơ vừa được cập nhật lên mạng xã hội với những câu từ hết sức ngọt ngào và lãng mạn. Em muốn làm cô dâu của riêng anh thôi nhé, không của ai khác đâu. Hai đứa mình chung mẹ, ba sẽ cười hả hê, mẹ rớt giọt lệ mừng. Hai đứa mình đi chung giữa hai hoàng hoa đỏ, nghĩ thôi mà vui nhỉ, mà hạnh phúc chào dân. Anh có háo hức không, ngày mai mình đám cưới. Trong bài thơ, Đặng Thu Thảo cũng thổ lộ được khá nhiều tâm trạng hồi hộp của mình trước ngày cưới. Cô nhắn nhủ với Trung Tính, em muốn làm cô dâu của riêng anh thôi nhé, không của ai khác đâu. Những câu từ như thế này ai đọc vào cũng muốn tan chảy và ghen tị trước hạnh phúc của cả hai. Đặng Thu Thảo và Trung Tính vừa tổ chức lễ đính hôn bí mật vào ngày mùng 1 tháng 10, nhưng sau đó khá nhiều hình ảnh trong buổi lễ được xuất hiện tràn lan trên các diễn đàn. Cũng vì vậy, thần tiên tỷ tỷ quyết định chia sẻ toàn bộ khoảnh khắc hạnh phúc đến mọi người. Đặng Thu Thảo diện áo dài trắng tinh khôi, nhẹ nhàng và vô cùng xinh đẹp trong lễ đính hôn. Theo một nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết, tiệc cưới sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 10 tới tại một địa điểm sang trọng mà trước đây nhiều sao Việt cũng thường xuyên lựa chọn để tổ chức hôn lễ. Buổi tiệc được bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế truyền thông tiếp cận cũng như giới hạn khách mời tham dự để tạo không gian riêng tư, thân mật cho gia đình hai bên. Theo như nhận xét của một số người thì Đặng Thu Thảo sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất vì họ rất mong muốn được nhìn thấy hình ảnh cô nàng trong trang phục cưới. Hoa hậu Đặng Thu Thảo và bạn trai Trung Tính chính thức công khai hẹn hò vào tháng 8 năm 2015 sau một thời gian tìm hiểu nhau. Ông xã Trung Tính là một doanh nhân vô cùng thành đạt, chủ của nhiều dự án kinh doanh bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung Tính cũng sở hữu vẻ điển trai, hiền lành mà nhiều cô gái phải mơ ước. Cả hai theo đánh giá của mọi người chính là cặp đôi trai tài gái sắc, vì thế họ luôn giành được sự ủng hộ và chúc phúc từ người thân và cộng đồng mạng.